Các bạn đang chờ trà ở cái phân khúc tầm trung đúng không? Nhưng mà nói thật với các bạn ấy, cái phân khúc tầm trung này, những cái con mà mình lựa chọn ra ấy, mình thấy con nào cũng dễ ngửi và ngon cả. Hay là thôi, để các bạn không tốn tiền nữa thì video dừng ở đây nhá. Thôi nhá, thôi thôi. Đùa với các ông thế thôi, tôi thẩm bao nhiêu lâu rồi, rồi tôi bỏ tiền ra tôi mua về để làm review mà tôi lại không lên video, thực sự là có lỗi với anh em. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Nhưng mà có lẽ là video này sẽ là một cái video khá là tốn kém đấy. Thế nên là suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục ấn xem nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Để lựa chọn cái tên đầu tiên thì có lẽ là chúng ta đi từ cái mức rẻ nhất đi. Đó là một sản phẩm của nhà Liquid. Các bạn có thể xem tên ở dưới, con này là Fantasma. Cái nhà này thì mình đã có một cái video review một em, đó là Dundosa, một cái mùi hồng cùng với champagne rất ngon. Và ở đây chúng ta có trà, nhưng mà là trà gạo. Trà với gạo. Ở cái video top trà cũ thì chúng ta có con Unknown của nhà EA, cũng là một cái mùi trà gạo nhưng mà với phấn nhiều hơn. Còn ở em này đó là trà cùng với citrus và gạo. Thì mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy hai cái nét rất là rõ, một cái mùi trà tươi xanh và các bạn nhận thấy một cái mùi citrus rất bùng nổ. Thì ở đây nó là quả du du. Quả du du này thì nó là quả du dự, thì mình cũng đã nói ở trong một vài video có review những cái mùi hương của quả du du, đặc biệt là video của ba chai nước hoa của nhà Car, thì các bạn có thể xem lại. Quả du du này thì nó có một cái mùi khá là mạnh, đặc biệt là ở cái phần vỏ, nên là nó thường được sử dụng vỏ làm những cái đồ uống cocktail. Và khi cái mùi hương này sử dụng trong nước hoa, nó tạo ra một cảm giác rất là bùng nổ. Em này thường hay được mix cùng với gừng, cùng với những cái vai kiểu suy sút sáng, làm kiểu sộc vào mũi, kiểu khiến chúng ta kiểu giải thoát được tất cả những cái gì đang bí bách ở trong đầu. Thì mùi du du như vậy, với một cái tốt nốt như vậy thì cái mùi hương này nó mở ra một cái mùi rất là fresh, rất là sảng khoái. Và cái mùi trà nó cũng không phải là cái kiểu nổi bần bật, mà nó là một cái nét trà xanh thoảng nhẹ ở phía sau. Và khi cái mùi của du du nó nhẹ xuống thì các bạn thấy là trà xuất hiện. Và ở đây nó lên cái mùi của gạo. Gạo đây nó lên một cái vai hơi kiểu sữa, sữa kiểu hơi kiểu ngọt nhẹ, sữa kiểu hơi béo nhẹ một tí, nó như kiểu là mùi sữa dừa vậy. Ông Hà mà hay ngửi cái đi mua chợ mua gạo, tôi hay đi chợ mua gạo, mua ST25, ST27, tôi ngửi bao giờ nó cũng có một cái như kiểu là những cái hạt gạo đấy người ta tráng qua một cái lớp kiểu sữa dừa ấy, ngửi nó ngậy béo béo. Thì ở đây nó cũng xuất hiện như thế. Và cái mùi hương này thì nó cứ kéo dài ở cái nốt hương giữa trà, một chút citrus và một cái mùi bay nhẹ đến từ gạo non, ngửi rất là dễ chịu. Và đến cái khoảng này thì cái mùi hương này nó cứ kéo dài đến như vậy và nó không biến chuyển quá là nhiều nữa. Thực sự thì đây không phải là một cái mùi trà gọi là quá là phức tạp, quá là khó ngửi cho những người mới, tại vì nhiều người thì có suy nghĩ rằng là trà phân khúc cao thì nó phải là khó ngửi. Nhưng nếu như để nói cái độ đa dụng của Fantasma của nhà Liquid này thì mình nghĩ rằng là cái độ đa dụng của nó cũng có thể như con Banana Republic Vintage Green 78 ấy. Con đấy thì mùi hương này cũng thế. Và mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào theo cái phong cách kiểu good boy, anh em hay nói là như vậy, và cái phong cách kiểu Hàn Quốc một tí, thích những cái mùi vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó không quá là tối này, hay là một cái mùi trà dày khói, thì các bạn có thể hoàn toàn thử qua em này. Với một mức giá chắc là khoảng tầm hơn 3 triệu, tầm 4 triệu gì đấy, thì đây là một cái mùi hương rất tốt. Độ bám tỏa thì rất là ok, trên da mình tầm 6 tiếng là thừa sức, bạn vẫn có thể ngửi thấy. Chỉ là sau khoảng tầm 2 tiếng xịt, 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì nó lưu thành một cái lớp skin sen thôi. Thế là mình cứ bảo là các bạn nào theo kiểu Hàn Quốc thích những cái tông mùi kiểu nhẹ bám ở trên da và nó không phải là cái kiểu quá là ngọt ngào thì đây là mùi hương cho bạn. Mùi này thì mình nghĩ là xịt vào những mùa hè rất là ok, đặc biệt rằng là trời Hà Nội hiện tại nó vẫn đang khá là nóng, còn nếu mà ở Sài Gòn thì phải nói rằng là quá tốt luôn. Con này xài quanh năm suốt tháng cũng vẫn được, không giới hạn lắm về độ tuổi cũng như là phải xịt đi đâu cả, chỉ đơn giản là một cái mùi trà khá là fresh và thêm một chút hơi ngọt nhẹ đến từ gạo nữa, tuyệt vời. Ở vị trí tiếp theo chúng ta có Harley Mentor Facial. Đây, mình sẽ để tên ở dưới cho các bạn dễ nhìn. Và em này nó là một cái mùi trà cực kỳ là sảng khoái, nó có thể thông mũi của bạn luôn.
Các bạn chỉ cần ra, các bạn súc miệng bằng Listerine thì cái cảm giác bạc hà nó sộc lên. Nói lúc mà các bạn súc ấy, nó sẽ sộc lên mũi các bạn, thì cái mùi hương này y như vậy. Hay là kiểu các bạn ăn mù tạt mà cái cảm giác nó sộc lên mũi. Thì khi các bạn vừa mới xì ra, cái nét bạc hà nó lên rất rõ. Có một điều là bạc hà sử dụng trong nước hoa gần như đều bị lên cái vai, hơi kem đánh răng một tí. Ở đây nó cũng không phải là một ngoại lệ, nhưng mà nó được sự cân bằng giữa trà xanh một chút, có lẽ là hơi khói nhẹ một xíu để đưa đẩy cái nét the của bạc hà, để hãm cái nét the của bạc hà và nó đưa bạc hà lên mũi của bạn rõ rệt hơn. Thì cái mùi hương này có thể với nhiều người không thích cái nét kiểu the sộc vào mũi của bạc hà, để cái top note nó không yêu, nhưng mà về sau ấy thì bạc hà nó sẽ nhẹ dần xuống và các bạn thấy một cái nét ngọt xuất hiện. Mình có nói con này ở trong những cái buổi live stream, đó là con này là mùi trà đá đường, mùi kiểu ông nào mà ở Hà Nội chắc hẳn là ngày xưa tầm đầu 9x đi đá bóng cũng đã có một cái thời gian các bạn cũng sẽ uống qua món trà đá đường. Đặc biệt là em này nó lúc đầu là trà bạc hà lên rõ, nhưng mà try down lên cái mùi trà đá đường. Và cái mùi hương này thì mình thấy rằng là nó cũng không biến chuyển nhiều trong cái lít trà ở đây. Cái con Phantasma với con này là hai con không biến chuyển quá là nhiều. Các bạn chỉ cần một ngày hè nắng nóng thích một cái mùi trà mà nó tạo cảm giác sảng khoái cho các bạn ngay từ ban đầu, về sau nó sẽ có một cái nét ngọt nhẹ, chứ nó không phải là như con You Are Someone Like You nó lên cái nét hồng về sau. Không, em này lên trà xuyên suốt, chỉ thay đổi là trà bạc hà hay là trà đường thôi. Và về sau cái nét đường nó rất là dễ chịu, nó như kiểu là cái trà O2 không độ ấy, không độ, trà không độ mà các bạn để một lúc lâu ở ngoài và nó có đá thì nó tan ra, nó nhạt bớt, thì em này y hệt như vậy. Phải nói là một trong những cái mùi trà mình rất rất thích. Con này thì nó thật là hơi khó kiếm, và cái độ bán quả con này nó cũng chỉ tầm 5 tiếng ở trên da đâu, nó kém hơn con Phantasma. Nhưng mà thực sự nếu như bạn không quan tâm lắm về tiền thì con này là một con mà các bạn có thể mua xịt hè từ đi tập gym cho đến những ngày mà các bạn chạy Grab cũng được, các bạn kiểu đi đá bóng cũng được. Các bạn chỉ cần một cái mùi siêu mát mẻ, sảng khoái và có trà, thì đây là một mùi như vậy, không giới hạn độ tuổi cũng như là về phong cách. Con kia thì còn hơi phong cách, thì con này thì mình nghĩ là chả cần phong cách gì cả, cứ nam tính là xài được hết. Ui, bạc hà lên rõ cực luôn các bạn, đặc biệt là điều hòa lạnh nữa thì nó càng gia tăng cái độ sảng khoái khi mà ngửi em nó. Vậy ở vị trí số 3 chúng ta có một sản phẩm đến từ nhà Phê Đông, đó là Sanders. Đây, chai này nói thật là tôi nhìn thì nó không khác gì một cái chai kiểu xịt phòng, kiểu xịt kháng xịt khuẩn những cái mùa Covid ấy. Các bạn nhìn cái vòi này, ui nó vào thì nó xịt phải gọi là kinh khủng khiếp luôn ấy. Nếu như vừa rồi chúng ta có hai cái tên điển hình của một cái mùi trà rất đơn giản, không biến chuyển nhiều, thì đây lại là một cái mùi trà khá là phức tạp. Có lẽ là từ sau cái tên này chúng ta sẽ còn hai cái tên nữa cũng phức tạp không kém. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi trà cùng với khói lên khá rõ. So nó với cái độ sáng của hai em kia thì em này lên trà khói cùng với da thuộc cực kỳ rõ. Mùi ở đây thì nó giống như kiểu là những cái mùi trà đen, rồi các bạn sao qua, đổ một ít nước vào, các bạn tráng cái nước chè đi, nó sẽ bốc lên này. Và cái mùi thứ hai đó là mùi của một chút da thuộc. Nó không như con Bulgari Black, nó lên cái da thuộc khét, mà đây chỉ đơn giản là mùi khói trà đen cùng với cái mùi của một cái áo da vừa mới mua lấy ra. Các bạn ngửi ở đây, nó lên rất rõ và một chút citrus để tạo cái sự tươi mới, tạo cái sự lấp lánh cho mùi hương. Và em này ấy, ở khoảng giữa khi mà nó biến chuyển, nó lại chuyển thành một mùi trà cùng với hoa, hoa trắng. Ngửi lúc đấy nó lại rất là thanh lịch, nó lại rất là nhẹ nhàng. Nó như kiểu là một anh chàng, lúc đầu thì anh chàng này mặc một chiếc quần Âu cùng với một chiếc áo sơ mi ở trong và khoác một cái áo da ở ngoài. Trông nó vừa lịch sự, nó vừa có một sự ăn chơi. Nhưng mà khi mà ở khoảng giữa, khi mà mùi trà với hoa lên, thì anh này lại là một cái anh chàng cởi cái chiếc áo da ra ở trong, thì anh ấy rất là Hàn Quốc, rất là nhẹ nhàng và thanh lịch. Và rồi khi dry down của cái mùi hương này, khi mà em này trên da tầm 4 tiếng thì nó lại trở thành một cái mùi khói và trà như lúc đầu, nhưng mà nó làm nhẹ nhàng hơn. Thì thực sự là khi mà mình ngửi cái mùi hương này, mình rất bất ngờ và mình kiểu thưởng thức xong một cái. Tại vì con này thì do thằng cu em mình recommend cho mình, và mình thử xong mình
cực kỳ bất ngờ luôn. Đặc biệt là cái hôm mà mình thử xong ấy, thì mình còn đi ra ngoài đường nóng, thì mình lấy thấy cái nét trà và hoa lên cực kỳ đẹp. Xong rồi mình bảo em này chắc chắn là phải cho. Nhưng mà khi về nhà ngửi thì mình lại bảo ui, về sau nó lên cái mùi trà cùng với da thuộc, nhưng mà nó làm nhẹ nhàng hơn, lúc này thì cảm giác nó mềm mại hơn, chứ nó không bị kiểu gai góc như ban đầu nữa. Nên là mình bảo là ui, đây là một cái mùi trà xứng đáng. Và nói thật với các bạn, đây mình đã mua em nó về chai 100ml. Mặc dù cái vòi thì nói thật là hơi đều một tí, nhưng mà mình vẫn muốn sở hữu em nó. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà những ngày trời chuyển giao giữa thu và đông, hay là những ngày đầu đông, thì đây thực sự là một cái mùi trà có thể giúp bạn sảng khoái hơn, giúp bạn có thể đặc biệt hơn so nó với những cái mùi nước hoa giao mùa, mà có thể dùng hè thì nó bị kiểu hơi yếu, mà dùng đông thì nó lại bị kiểu là nó hơi ngọt quá hay nồng quá. Thì trà của Phê Đông này là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Tuổi thì mình nghĩ rằng là em này nó sẽ là một cái level cao hơn so với hai em đầu. Mình nghĩ rằng là các bạn chắc là khoảng tầm từ 23 đến 25 tuổi đổ ra, các bạn đã đi làm, các bạn cũng có một cái chút, nó có xu hướng kiểu dần dần trầm tính dần, nhưng mà nó không phải là một cái ông già hay là một ông chú, mà đây vẫn là một chàng thanh niên. Chỉ đơn giản rằng là đã ra đi làm rồi, các bạn va chạm nhiều, các bạn cảm thấy rằng là cái gì cần nói, cái gì cần thể hiện thì thể hiện, còn không thì thôi, chúng ta giữ sự im lặng. Thì cái mùi trà này nó cũng vậy, cái nét hoa nó toát lên, nó làm cho chúng ta thấy được cái sự thanh niên, cái sự thanh lịch của một chàng trai trẻ. Nhưng mà ở cái top note cũng như là cái ở phần cuối thì nó lại cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đã trưởng thành hơn. Thì mùi hương này mình nghĩ là nam sẽ xài hợp lý hơn là nữ. Hai em kia thì có thể là nam nữ đều phơ được hết, nhưng mà em này thì có phần nghiêng nam hơn. Nếu như các bạn nữ thì sẽ là những bạn nữ cá tính, và mùi hương này sẽ đẹp nhất vào mùa thu và ở trong môi trường văn phòng, thì sẽ là một cái mùi trà cực kỳ đặc biệt. À quên, về độ bám tỏa của em nó thì mùi hương này lưu trên da mình trung bình là tầm 6 đến 7 giờ. Phải nói là rất tốt, có thể đủ cho bạn đi làm từ sáng đến chiều. Các bạn về nó vẫn thoảng nhẹ ở trên da, tất nhiên là nó sẽ giảm dần thôi, cho nó không phải kiểu tự nhiên nó biến mất hay là nó kiểu bền bỉ như lúc đầu cả, nó sẽ giảm dần. Ở vị trí số 2 chúng ta đến với một sản phẩm quen thuộc, đó là Lilabo Dừa Noa 29. Như mình đã nói, cái video mình review riêng em này, mình bảo rằng chắc chắn là mình sẽ phải cho em nó vào và có cái video review Dừa Noa 29 để cho cái giảm cái độ dài của cái video này trài đi. Nên là các bạn có thể tham khảo qua một mùi trà cùng với sung. Ở đây thì không có nào trà với sung cả, đều là trà với xì chút này, trà bạc hà này, trà với da, trà với hoa. Còn với sung thì không có nhiều. Thì Dừa Noa 29 là một cái mùi mà mình nghĩ là dành cho những ngày mưa, những cái ngày mà các bạn muốn cải thiện cái tâm trạng buồn rầu trở nên tốt hơn, thì các bạn có thể xem qua cái video đấy. Đấy là một cái video mình khá là tâm huyết và mình nghĩ rằng là các bạn nên xem qua để ủng hộ mình. Và đây cũng là chai nước hoa dễ kiếm nhất trong cái list 5 mùi trà ở tầm trung. Ở vị trí số 1 đó chính là một mùi trà thượng hạng, một mùi trà đẳng cấp nhưng vẫn rất dễ ngửi. Nó không phải là dành cho người mới hẳn, nhưng mà ở tầm các bạn có khoảng tầm 5-6 chai nước hoa và một vài mùi trà, một vài mùi mùa đông, thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương này nó khá là dễ thẩm. Với một vài người chơi nước hoa thì các bạn sẽ thấy mùi trà này nó không quá đặc biệt, nhưng mà với một cái phân khúc tầm trung dành cho những người chưa trải nghiệm nhiều, đặc biệt là ở kênh của mình, thì Russian Tea là một trong những mùi trà mà các bạn nên có ở trong tủ. Cái đánh giá của những người chơi lâu ấy thì nó lại càng thiên về tính cá nhân nhiều. Nên là mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi trà mà mình tham khảo qua anh em của mình, thì anh em bảo là nếu như anh làm tầm trung và cao thì bắt buộc anh phải cho Masque Milano Russian Tea vào. Để so sánh với cái nét trà của Russian Tea ấy, thì chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản thôi, đó là chúng ta có thể ăn lẩu thái chua cay ở nhà, chúng ta có thể là ra hàng ăn lẩu thái chua cay. Nhưng mà khi mà chúng ta vào Han Di Lao, chúng ta ăn lẩu thái trong đấy, hay là chúng ta ăn lẩu cà chua, nó là một cái gì đấy rất khác biệt. Nó khác biệt từ những cái tiểu tiết rất nhỏ, từ cái cách phục vụ cho đến những cái đồ mà người ta dùng để ăn, xong rồi những cái mà thả vào đấy, hay là kể cả cái nước lẩu, nó cũng rất khác so với những cái gì ở ngoài. Đó lại là tiền nào của nấy, thì Russian Tea sẽ mang lại cho các bạn cảm giác như vậy. Khi mới xịt ra, các bạn sẽ có cảm giác rằng các bạn đang ngửi một cái thứ trà gì đó nó rất là cao cấp. Nó không phải là những cái loại trà kiểu ở trong những cái túi 25-30 nghìn một lạng,
Mà đây là một cái loại trà gì đấy mà kiểu pha ở trong những cái khách sạn 5 sao để tiếp những cái người kiểu siêu VIP ấy. Cái mùi trà ở đây nó rất đặc biệt. Trà này, gia vị cùng với gia thuộc. Và các bạn nhận thấy rằng là cái sự cân bằng giữa trà cùng với gia thuộc và cái nét của gia vị ở đây ấy, nó rất là vừa phải. Các bạn nhận thấy một cái nét hơi ẩm ẩm, rồi mùi của gia thuộc thoảng ở đằng sau. Nhưng mà các bạn, nếu mà để các bạn hỏi các bạn là các bạn nhận thấy mùi gì rõ rất giữa trà cùng với gia thuộc với một chút gia vị, thì các bạn sẽ bảo không, tôi chả ngửi thấy gì rõ cả. Tôi thấy nó rất là cân bằng và nó rất là thơm. Và mùi ở đây cũng là một cái mùi tối nhất trong cái bộ sưu tập này, trong cái 5 chai mùi trà ở đây. Và các bạn thấy là cái nét khói trà nó lên, nó làm đầy hết cả cái khoang mũi của các bạn. Và dần dần cái mùi hương này ở trên da ấy, các bạn nhận thấy rằng cái nét khói nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó như kiểu là một cái màn sương, rồi các bạn đi lướt vào trong, các bạn khám phá sâu hơn. Em này thì ở khoảng giữa thì bắt đầu các bạn nhận thấy cái mùi trà lên rất rõ, cái mùi trà thơm, kiểu trà đen thơm đặc trưng, cùng với được như kiểu nó được ướp một cái gì đấy nó rất đặc biệt, hay là đến từ những cái gốc trà nó rất là kiểu lâu năm ấy, người ta hái, hay là những cái loại trà từ Trung Quốc ấy, một cái nôi kiểu sản xuất trà rất là nổi tiếng. Và ở em này ấy, các bạn nhận thấy là ở về sau nó có một cái nét ngọt. Cái nét ngọt đây nó như kiểu là một chút của mật ong, ngửi nó hơi phấn phấn một tí. Ở đây thì theo như mình thấy là hình như là nó có cúc trường sinh. Cúc trường sinh thì theo những cái tài liệu mình đọc thì nó có một chút phấn, một chút ngọt, một chút kiểu hơi kiểu cỏ khô. Nhưng mình thì mình ngửi thấy ở đây chủ yếu là kiểu hơi kiểu ngọt nhẹ, mật ong và phấn nhẹ. Và đây thì cảm giác như kiểu là họ đang ướp những cái trà đấy với một chút mật ong và họ rắc một cái bột lên. Thì cái mùi hương này khi mà dry down ấy, nó thực sự khiến cho mình có cảm giác là muốn hít hà liên tục. Thề với các bạn một điều luôn, đó là ngay cả khi vừa mới xịt ra hay là cho đến khi mà em nó 3-4 tiếng ở trên da, thì cái hành động của mình luôn luôn làm đó là đưa tay lên ngửi. Tôi còn phải vừa đi đường, tôi test ở ngoài trời xem nhiệt độ như thế nào cho ổn, mà tôi vẫn phải kéo cái áo chống nắng lên để tôi ngửi. Và mỗi lần tôi ngửi tôi có cảm giác kiểu tôi đang ở trong một cái khách sạn 5 sao và tất cả mọi thứ nó đáp ứng tôi đều đạt tiêu chuẩn đó, thậm chí là còn hơn vậy. Cái hay nữa ở em nó đó là mùi hương của Russian Tea ấy, nó không khó ngửi cho mọi người. Mà thậm chí là nếu cứ các bạn đủ thời gian và các bạn có một độ tuổi, mình nghĩ tầm từ 23 đến 25, các bạn đã có một chút trải đời một tí, thì các bạn ngửi mùi trà ở Russian Tea các bạn sẽ rất là dễ cảm. Còn nếu mà người trẻ quá thì xịt con này không hợp. Nhiều khi lại bảo là eo, mùi gì nó trông như kiểu mùi của mấy ông chú, hay là mùi kiểu có ông bảo là mùi ngải cứu cái thứ. Thì mình nói thật, mùi này nó cần cái sự trải đời thì các bạn mới ngửi được. Em này thì có lẽ sẽ dành cho những ngày đông là hợp lý nhất. Trà này thì phải dành cho những ngày đông. Và cái độ bám tỏa của em nó thì rất tốt. Trên da mình 8 tiếng là thừa sức. Mình xịt từ 6 giờ sáng đến chiều, mình đi tập về khoảng tầm 4-5 giờ chiều, mình vẫn ngửi thấy em nó trên da. Và độ tỏa hương của em nó thì tầm hơn nửa cánh tay một xíu ban đầu, và nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Không có mùi hương nào ở đây mùi trà mà tỏa tốt cả. Đấy là cái điều mà mình nghiệm thấy. Trừ cái con kiểu Montel, cái con Blue Matcha, Blue Tea của nhà Montel ấy, thì nó tỏa khủng nhưng mà nó không lên cái vai trò trà rõ lắm. Còn những cái con mình thấy rằng là lên trà rõ nét thì đều có một cái độ tỏa hương hạn chế, không phải gọi là quá khủng khiếp. Về cái phong cách của em này thì có lẽ là đi làm có thể mặc cả cây đen, hoặc là kiểu ăn mặc theo kiểu hơi kiểu cổ điển, hơi kiểu lịch sự một tí, mặc cả cây đóng bộ, suit này thì các bạn có thể xài. Và đây là mùi trà mình nghĩ là không dành cho nữ, chắc chắn một điều như vậy. Trà ở đây thì có vẻ như là không hợp nữ lắm, mình tin chắc là điều như vậy. Và vừa rồi đó là một cái màn khen gọi là hết từ ngữ của mình dành cho những con trà ở đây. Khen từ những cái nét nhỏ nhặt từ trà bạc hà, trà đá đường, đến khen loại trà cao cấp ở trong những khách sạn 5 sao, hay là những cái loại trà Trung Quốc rất đắt đỏ. Tôi biết các bạn sẽ khá là tốn tiền khi video lên sóng, nhưng mà nếu như có dịp và nếu như tài chính tốt, tại vì video này sẽ tồn tại mãi mãi ở trên YouTube, khi nào nó sập thì thôi, thì các bạn hãy nốt lại những con trà này để thử qua, đặc biệt là Russian Tea và Phê Đông, hai con trà mình rất ưng. Và nếu các bạn thấy video hay, hay là các bạn thấy khó chịu vì mình khen quá nhiều những con trà vừa rồi, thì bình luận cho mình biết ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh YouTube nha.